Từ đầu năm tới nay thì song song với công tác thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại nhiều dự án, công trình hiện thì việc cấp sổ đỏ, sổ hồng đang được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện rất là quyết liệt. Theo đó thì chính quyền địa phương và chủ đầu tư đang phối hợp hoàn thành thủ tục pháp lý để đẩy nhanh việc cấp sổ cho người mua nhà. Cuối tuần vừa qua, nhiều người dân sinh sống tại dự án Vinhomes Grand Park, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ hồng. Dự kiến trong quý 3 năm nay, dự án sẽ bàn giao hơn 3.000 sổ hồng cho người dân. Đây là một trong những đợt bàn giao sổ lớn nhất trên thị trường. Có cái sổ thì nó chính xác, nó là tài sản của mình và được nhà nước công nhận đó là của mình an tâm và sinh sống ở đó được thoải mái hơn. Hiện tại nó là một trong những nhân tố mà quyết định, mang yếu tố quyết định để mình quyết định có mua hay không. Tại vì nếu mà pháp lý mà không rõ ràng thì về sau nó rất là có rủi ro cho cả bản thân người mua lẫn bản thân những người mà sau này giao dịch. Số liệu mới nhất từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đã lên kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho hơn 81.000 căn hộ, căn nhà. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ thiếu hụt, các dự án hoàn thiện pháp lý đang được quan tâm và là yếu tố quan trọng của nhiều người khi quyết định mua nhà. Thì tháng 5, tháng 6 và tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi đã triển khai cùng với chủ đầu tư bàn giao từ 60 đến 70% các sổ hồng tới tay khách hàng đã triển khai qua đơn vị đại lý chúng tôi. Và trong thời gian vừa rồi thì khung pháp lý của chúng ta đang dần được triển khai tốt hơn và điều này làm tác động tới tâm lý mua hàng, mua bất động sản của những người mua. Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu, thành phố Thủ Đức là địa bàn chiếm số lượng nguồn cung chung cư nhiều nhất trong thời gian vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đẩy nhanh cấp sổ hồng từ chính quyền địa phương, thì hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh, cũng là áp lực giúp thành phố Thủ Đức ghi nhận có lượng giao dịch tăng cao. Các dự án về giao thông trọng điểm như tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hoặc khép kín đường vành đai 2 và phát triển đường vành đai 3 thì những dự án nằm ở trong cái vị trí thuận lợi như vậy thì người dân khi mua bất động sản về đây, họ sẵn sàng và dễ dàng kết nối di chuyển đi các vùng trung tâm hiện hữu, các khu đô thị vệ tinh để sinh sống, làm việc và học tập. Luật đất đai 2024 đã có hiệu lực. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng đối với các dự án nhà ở thương mại có đầy đủ tiện ích trên địa bàn thành phố đang là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản phía đông thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn kinh doanh, đầu tư của người dân và nhà đầu tư.